xuống dưới kia rồi thì mới tiếp tục quay được. Chứ bây giờ như thế này mình cảm thấy là không an toàn rồi. Mình mới nhảy trên cái xuống. Hiện tại bây giờ là mình đang đứng ở một cái mỏm, cái hẻm không còn đường để đi qua nữa rồi. Không còn đường nhá cả nhà. Nguyên nhân là bây giờ thủy triều đã đánh lên rất là cao rồi. Hi, xin chào cả nhà nhá. Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh của mình. Cả nhà ơi, hiện tại mình đang đứng ở bờ biển, bãi biển Vũng Tàu cả nhà. Hiện tại mình đang đứng một bãi biển. Ở bên dưới mình đó là vực nước rồi. Nói chung là mình đứng ở một cái địa điểm này là cảm giác giống là rất là nguy hiểm cả nhà. Thì hiện tại ấy, có một điều cả nhà, mình đến đây ấy, mình không review không được bởi vì nó xuất hiện rất là tình cờ luôn. Đó là bên này đây, như cả nhà thấy, đó cả nhà thấy không? Đó là một chiếc thuyền của ngư dân đã bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Thì không biết nguyên nhân vì sao, mình thấy chiếc thuyền rất là mới luôn. Và mình nhìn thấy thì không biết ở dưới đấy đang có ngư dân hay không, người ta có giải cứu thuyền hay không. Thì mình thấy rất là xót xa luôn và mình thấy rất là tiếc. Nhưng mà nếu mà mình không review thì còn tiếc hơn nữa. Bây giờ mình sẽ review xuống để cho tất cả nhà cùng đồng hành với mình. Nếu mà có ngư dân ở dưới đấy, chúng ta sẽ phụ giúp bà con ngư dân để giải cứu chiếc thuyền đó cả nhà nhá. Thì bây giờ mời cả nhà cùng đồng hành với mình nhá cả nhà nhá. Đây, đó mình đang đứng ở đây. Thì bây giờ đường xuống dưới này đây. Đường xuống dưới này xuống rất là gian nan luôn. Thì quá trình xuống và ra ngoài thuyền kia mình sẽ review cho cả nhà cùng xem trực tiếp luôn cả nhà nhá. Hai cả nhà ở đây, bây giờ mình bắt đầu mình xuống đây cả nhà. Thì quá trình xuống ấy, con đường này là nó đây nó không được gọi là con đường luôn cả nhà. Nó không được gọi là con đường luôn. Nó chỉ là một những cái vệt mòn đấy cả nhà. Thì bây giờ mình xuống thực sự là cảm giác rất là nó cảm giác nó rất là ghê cả nhà. Thì không biết như thế nào đây. Bây giờ mình sẽ đấy. Bây giờ chỉ xuống thì sẩy chân một cái thôi là có thể lăn xuống dưới này luôn cả nhà. Thì bây giờ thì không biết là như thế nào nữa. Bây giờ mình cũng phải cố gắng mình review cho tất cả mọi người cùng xem thôi. Mình vừa đi dưới này, mình vừa bám vào mỏm đá, mình vừa bò xuống đây. Nói chung là bạn nào mà phải có cái kinh nghiệm leo trèo đồi núi thì các bạn hẵng thử thách như vậy nhá. Nhưng mà đối với mình ấy, thì lần này là mình lần đầu tiên mà mình thử thách cho chính bản thân mình khi mà mình phát hiện ra một chiếc tàu của ngư dân đã bị đánh dạt vào biển như thế. Thì không biết là hiện tại ở dưới đấy có ngư dân hay không thì mình cũng không rõ lắm. Sóng biển đánh rất là mạnh luôn. Và bây giờ mình sẽ phải cố gắng xuống cái này thôi. Cố gắng xuống để review cho tất cả mọi người cùng xem thôi. Chứ đến đây rồi thấy như vậy là không review là không được. Vì nó cũng là một cái gì đấy. Nếu mà có ngư dân ở đấy, người ta đang cố gắng trục vớt hoặc là có cần hỗ trợ gì đấy, thì mình sẽ hỗ trợ người ta cả nhà. Đây, đường xuống đây. Hiện tại là nước biển là đánh là quá là mạnh luôn. Sóng biển đánh mạnh lắm cả nhà ơi. Đây đây. Đấy. Chặng đường hồi nãy mình xuống đây, cả nhà thấy không? Rất là cảm giác rất là nguy hiểm nhá. Bạn nào không nên không có kinh nghiệm thì leo trèo đồi núi hay là gì đấy thì không nên đi nhá, không nên xuống đây nhá. Đây, hiện tại mình đã đến điểm này rồi. Sóng biển đánh rất là mạnh luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng cả nhà ra đây. Hiện tại là sóng biển đánh là mạnh lắm. Cho nên là mình phải đi lên xa trên này một tí. Và quá trình đi mình nhìn đây thấy có một cái chòi này, không biết là chòi ngư dân người ta làm gì nữa, hay là của ai người ta làm gì, câu cá hay là gì cũng không rõ lắm. Nhưng mà hiện tại đây mình đang đi ở đây. Đấy. Nước sóng biển đánh rất là mạnh, có lẽ là mình nên là lên trên này, đi trên này. Đây, đi trên này thôi. Đó. Hiện tại là thủy triều nó đang lên cả nhà. Có lẽ là chúng ta phải tranh thủ để đi ra ngoài đấy. Chứ mình lo một điều rằng nếu mà không tranh thủ ra ấy, thì tí nữa sẽ ra đến thuyền đấy. Có thể là không vào được, hoặc là vào được, ra được, có thể không vào được, có thể là không ra được thuyền luôn cả nhà. Đây, đây, ở đây có một cuộn dây này, không biết là để làm gì đây. Hiện tại là chúng ta đã còn cách chiếc thuyền khoảng 100m nữa thôi. 100m nữa thôi sẽ đến chiếc thuyền. Nhưng mà mình đã nhận ra một điều rằng thủy triều càng ngày càng đánh mạnh lên.
và càng ngày càng cao lên. Thì không biết là như thế nào đây. Cảm giác hồi hộp quá cả nhà ơi. Nói như thế này thôi nhưng mà mình đi mình cảm giác trong người mình cảm giác có hồi hộp lắm, nó bồn chồn lắm. Mình không biết là có còn qua được đến chỗ tiếp thuyền đấy hay không. Thì bây giờ mình sẽ phải rồi. Mình có cảm giác là thủy triều đánh mạnh quá cả nhà. Hình như là không còn đường ra rồi. Không có đường để ra được cả nhà ơi. Cảm giác là không có đường ra luôn rồi. Bây giờ thì sẽ như phải như thế nào đây? Để chúng ta cùng xem nào. Ở đây có một vài cái lối để trèo lên. Đây, mỏm đá đây. Đây. Thì không biết là bây giờ thế nào. Còn hồi nãy ấy, mình đứng ở trên kia mình nói chuyện với mọi người là chỗ này vẫn còn có thể đi qua được. Còn hiện tại bây giờ là không qua được rồi. Bây giờ là không biết như thế nào nữa. Bây giờ là nếu mà lên trên đây thì cũng cực kỳ là phải là... Nói chung là bây giờ cũng phải thử thôi cả nhà. Vì có được clip video hấp dẫn như thế này chắc chắn mình cũng phải thử thôi. Bây giờ mình sẽ phải lên để xem lên được không. Như cả nhà thấy đấy. Ôi trời ơi. Bây giờ là không biết là như thế nào đây. Bây giờ mình có lẽ là mình cũng phải thử lên đây. Thử bò lên đây thôi. Cũng phải thử thách thôi cả nhà. Mình không biết vì sao nữa thôi nhưng mà lần đầu tiên mình làm một clip như thế này. Mà cũng là lần đầu tiên mình thấy trường hợp này nên mình chỉ review cho tất cả mọi người cùng xem. Đã ra đến đây rồi, nếu mà không lên thì mình cảm thấy rất là tiếc. Nhưng mà lên thì mình cảm thấy hiện tại bây giờ thì không biết là thế nào nữa. Tình hình thế này thì thế nào đây cả nhà ơi. Bây giờ không có chỗ nào để mà bám lên nữa này. Đây, không biết là hòn đá này nó có lở xuống không. Mong sao thần biển phù hộ cho để lên đây để coi được clip cho mọi người cùng xem qua cái chiếc thuyền cái hỗ trợ ngư dân chứ. Xuyên như thế này thì cảm giác nó... Rồi cả nhà ơi, có lẽ là mình xin phải tạm ngừng video ở đây. Tạm ngừng thôi cả nhà. Rồi để mình qua được bên này đã. Để mình lên được trên này đã. Rồi mình lại tiếp tục review cho mọi người cùng xem nhé. Chứ hiện tại bây giờ chỗ này không có chỗ nào để bám lên nữa cả nhà. Không có chỗ nào bám luôn. Cả nhà chờ mình chút xíu nhé. Hai cả nhà. Vậy là mình đã lên đến đây rồi. Đây cả nhà thấy không? Hồi nãy là mình bò lên trên này cả nhà. Nãy là mình bò lên đây. Mình bò lên đây là mình cầm vào những cái dây kia. Và mình bò lên. Cảm giác bây giờ hiện tại dưới đấy rất nói chung là mình trên này rất là cao rồi. Những hòn đá này mình cảm giác nó muốn lở luôn. Cho nên là mình phải tạm ngưng. Bây giờ thì mình đã đến đây rồi. Mình đã đến đây. Thì chúng ta còn cách chiếc thuyền khoảng cỡ 80 mét nữa. Như cả nhà thấy đó, chiếc thuyền kìa. Đây mình sẽ zoom lại cho cả nhà cùng xem nhé. Đấy cả nhà thấy không? Chúng ta còn cách chiếc thuyền của ngư dân khoảng 80 mét nữa. Thì bây giờ quãng đường từ đây sang bên đấy thì lại còn rất là gian nan luôn cả nhà. Nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân là đến đây đấy mình lại gặp một cái hũng như thế này. Đây cả nhà xem này. Mình lại gặp một cái tình huống như thế này. Thì không biết là bây giờ chúng ta sẽ xử lý như thế nào đây. Chúng ta sẽ phải qua như thế nào đây. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi như thế nào để sang bên đấy. Một là chúng ta sẽ lại phải leo xuống dưới này. Chúng ta sẽ phải leo xuống dưới này. Leo xuống dưới này và chúng ta lại phải bắt đầu leo lên trên kia. Trong khi đó là sóng biển hiện tại bây giờ đánh rất là mạnh luôn. Đây mình đang đứng ở cái mỏm đá này. Sóng biển đánh rất là mạnh. Hiện tại là bây giờ là chúng ta sẽ phải tìm đường xuống. Chúng ta sẽ phải qua bên đấy thật là nhanh. Nếu mà ngư dân ở bên đấy có cần hỗ trợ điều gì thì chúng ta sẽ phải hỗ trợ người ta. Bây giờ là đường xuống cái này thì rất là gian nan. Bây giờ không biết là xuống cả gì đây. Cả nhà ơi, bây giờ xuống cả gì được đây. Bây giờ thì xem nào. Có lẽ là xuống như đây chúng ta lại phải tạm ngưng lại video để xuống dưới kia. Rồi thì mới tiếp tục quay được. Chứ bây giờ như thế này mình cảm thấy là không an toàn rồi. Bây giờ mình tạm ngưng video để mình xuống cái này cả nhà nhé. Đây, mình sẽ tạm ngưng video xuống cái này đây. Rồi sau đấy chúng ta lại tiếp tục qua bên kia. Hai, xin chào cả nhà, mình mới xuống đây rồi. Mình mới nhảy trên cái xuống. Hiện tại bây giờ là mình đang đứng ở một cái mỏm, cái hẻm. Đây, hiện tại sóng biển đánh rất là mạnh này. Bây giờ mình phải tranh thủ lên trên này. Không tí nữa sóng biển đánh mạnh lên nữa thì ướt hết người, có thể là không lên nổi luôn cả nhà. Đây, bây giờ chúng ta sẽ phải qua bên này nhá. Đây, đây, nhanh lên. Rồi, chúng ta đã lên đến điểm này rồi. Đã chạy lên đến đây rồi. Thì bây giờ tình hình này là không biết như thế nào. Chúng ta bắt buộc là chúng ta phải can đảm lên. Và chúng ta phải đồng hành cùng nhau cả nhà nhá. Để sắp đến chiếc thuyền rồi. Để qua bên này xem
tình hình là bên này như thế nào. Đây, không biết là tình hình là bên này là như thế nào đấy cả nhà. Rồi, rồi chúng ta đã đến chiếc thuyền rồi. Thì bây giờ là chiếc thuyền đã nằm ở đây rồi. Và sóng biển đánh ở đây rất là cao. Cả nhà nhìn này, cả nhà nhìn sóng biển đánh này, có thể cao lên vài mét nhá. Đó, cả nhà thấy không? Cả một cảm giác rất là rùng rợn luôn. Thì bây giờ ấy, chúng ta là bắt buộc là cũng phải ra thuyền để review chi tiết hơn cho tất cả mọi người cùng xem, để không phải để cho mọi người chờ lâu nữa. Mình rất là muốn điều đó, nhưng mà quãng đường đi xuống như này cực kỳ là gian nan. Trên đường đi có rất là nhiều những cái mảnh vỡ của những con sò đó. Hiện tại là chúng ta đã ra đến đây rồi, một cái góc này rồi. Thì như là mình thấy đấy, như mình thấy là có vẻ là không ổn lắm so với như đằng trước chúng ta đã đi qua. Đó là đến đây thì mọi người thấy một điều rằng đây không còn đường để đi qua nữa rồi, không còn đường nữa cả nhà. Nguyên nhân là bây giờ thủy triều đã đánh lên rất là cao rồi, không còn đường để đi qua nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ phải review chi tiết hơn. Mà bây giờ mình sẽ review hơn, chi tiết hơn để cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Thực ra là mình nói như thế này đấy, mình cố gắng nói to, nói lớn lên để cho tất cả mọi người cùng xem. Bởi vì sóng biển đánh rất là mạnh, nó sẽ áp mất cái tiếng nói của mình ấy. Cả nhà xem cố gắng thông cảm cho mình nhé. Đây, hiện tại mình đang đứng ở đây. Thì chiếc thuyền kia đang bị sóng đánh vào đấy. Một chiếc thuyền rất là đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Mình rất là tiếc cho bác chủ tàu, chủ thuyền đã bị sóng đánh như vậy. Thì mình hy vọng rằng bác chủ tàu sẽ trục vớt được chiếc thuyền, và chiếc thuyền sẽ không bị hư hỏng nặng, để cho bác chủ tàu là tiếp tục đi ra khơi để có những cái con cá, những con hải sản thật ngon đem ra phục vụ bà con. Và chúc bác chủ thuyền thật nhiều sức khỏe nhá. Còn hiện tại bây giờ đấy, như mọi người thấy sóng biển đánh rất là mạnh này. Đó, phải nói là sóng biển đánh cực kỳ là hung dữ, mình có cảm giác rất là hung dữ luôn. Còn ở đây thì là những tảng đá này là đã trải qua rất là nhiều năm tháng rồi, hàng nghìn, hàng tỷ năm rồi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ, mình rất là muốn sang bên kia review chi tiết cho tất cả mọi người cùng xem, nhưng mà không thể qua được. Hiện tại thì cũng không có nhìn thấy bác chủ thuyền ở đâu, cũng không có nhìn thấy ngư dân người ta đang ở đây. Thì có lẽ là chiếc thuyền đã bị đánh vào đây một thời gian dài rồi, hay là gì đấy, mình cũng không rõ lắm. Đó, bây giờ mình sẽ phóng lại gần cho tất cả mọi người cùng xem. Đây cả nhà, cả nhà thấy không, một chiếc thuyền rất là đẹp, một chiếc thuyền rất là đẹp đã bị sóng đánh vào bãi biển. Theo mình nghĩ là có thể là do bị đứt neo cho nên là chiếc thuyền đã bị đánh vào đây. Thì bây giờ là có lẽ là mọi người cũng như là bác chủ thuyền cũng chờ cho thủy triều nó đỡ mạnh hơn, sóng biển đỡ mạnh hơn để trục vớt thuyền tiếp tục để hành trình xa khơi, sửa chữa lại đi ra khơi. Còn bây giờ thì trước mắt mọi người thấy đấy, đây đó, sóng biển đánh là cực kỳ là mạnh luôn. Mình ra đến đây là mình cảm giác mình toát hết mồ hôi luôn này. Bây giờ thì xem nào, mình sẽ review sơ sơ quanh đây cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Còn chiếc thuyền kia thì hiện trạng nó là đẳng là nói chung là nó là như vậy rồi. Thì bây giờ chỉ chúc làm sao cho bác chủ thuyền sớm trục vớt thuyền và tiếp tục đi xa khơi đó. Đấy, cả nhà thấy đấy, hiện tại là mình đang đứng ở đây thì sóng biển là đánh cực mạnh lắm. Bây giờ có một điều băn khoăn của mình, nhất là làm sao để chúng ta lại quay trở lại lên trên tiếp trên kia. Bởi vì hồi nãy chúng ta xuống rất là dễ, có những điểm xuống khó thôi, còn bây giờ thủy triều đã lên mạnh hơn rồi. Thì mình sẽ cố gắng review nhanh hơn một chút để lại quay trở lại lên trên kia mọi người nhé. Bởi vì quãng đường lên bây giờ là thủy triều lên cao rồi, không biết nó như thế nào nữa. Bây giờ thì chúng ta lại đây, mình sẽ đưa mọi người ra cái góc này. Góc này thủy triều đánh là chưa lên đến nơi này. Đây, đây ra góc này thì đỡ choi nắng một tí cho cả nhà cùng xem. Đó, hiện tại là bây giờ là mình đang ngồi ở góc này. Thì như cả nhà thấy đấy, thủy triều đánh cũng rất là mạnh nhá. Đấy, thủy triều nó đánh vào sóng, nó đánh vào cực là mạnh, cực là cao luôn. Có những con sóng nó đánh cao đến 4 đến 5 mét đó cả nhà.
Đấy. Bây giờ là rồi. Ở dưới này ấy thì có rất là nhiều những cái miếng xốp này, cũng như là vỏ ốc, vỏ sò này. Đấy. Như cả nhà thấy đó. Đó. Sóng nó đã đánh nhá, một chiếc thuyền chúng ta là của ngư dân chúng ta là dạt vào trong bờ biển. Và clip này thì đó là một clip mà mang tính là mạo hiểm nhé cả nhà. Mang tính mạo hiểm. Rồi rồi. Sóng nó đánh vào đây luôn rồi. Bắt đầu sóng nó đánh cao hơn cả nhà. Nó đánh cao hơn rồi. Cảm giác là nó đã bùng lên rồi cả nhà. Đấy. Đây cả nhà thấy không? Cảm giác giống như là sóng nó đã đánh cao lên và bùng lên. Mình có cảm giác là mình chỉ cần ngồi ở đây thêm 5 phút nữa thôi là mình sẽ khó để vào được bờ, khó để lên được trên kia. Còn chiếc thuyền thì vẫn đỗ ở đó, chưa có ai đến. Mình thì ngồi ở đây review cho mọi người, thì không biết là sóng nó có thể nó đập vào bất cứ lúc nào. Đây. Ôi trời ơi. Rồi, mình đã bị ướt lưng rồi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình bị ướt lưng rồi. Sóng nó đánh mạnh quá rồi. Đây, mình sẽ xuống đây một tí xem nào. Rồi, rồi. Đấy, 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 cả nhà thấy không? Đấy. Rồi, cả nhà thấy không? Mình đã bị ướt rồi. Mình sóng càng ngày sóng nó càng đánh mạnh hơn cả nhà. Càng ngày sóng càng đánh mạnh hơn rồi. Cho nên là có lẽ là clip này mình phải kết thúc ở đây để mình quay lại thôi cả nhà. Cả nhà ơi, mình có lẽ là mình phải kết thúc clip này ở đây để mình quay lại lên bờ thôi, chứ tình hình này thật là không ổn rồi cả nhà. Tình hình này là có vẻ là bây giờ là nếu mà mình không quay lại lên trên bờ ngay ấy, lên trên kia ngay thì có lẽ là tí nữa mình sẽ không lên nổi rồi. Thì bây giờ mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem clip này của mình cả nhà nhé. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì mình rất là mong được cả nhà đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ mình để mình tiếp tục ra những clip hay hấp dẫn hơn để cho tất cả nhà cùng xem và review những chi tiết, những địa điểm hay hot, những cái địa điểm mới có thể là hấp dẫn cả nhà cùng xem. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Nhà đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ mình cả nhà nhé. Bye bye cả nhà rất là nhiều. Bây giờ mình phải tiếp tục để mình đi lên trên kia rồi cả nhà. Chứ tình hình là không ổn rồi. Bye bye tất cả cả nhà. Hai cả nhà. Trong quá trình quay trở lại đây, khi mà ra để hỗ trợ bà con ngư dân giải cứu chiếc tàu bị mắc kẹt ấy, thì quá trình quay trở lại ấy, mình thủy triều đã lên cao rồi và sóng biển đã đánh lên rồi. Thì hồi nãy mình có qua, mình xuống chỗ kia mà bây giờ là chỗ kia là xuống được thôi chứ không lên được, không có chỗ nào bám để lên. Thì đây cũng không có chỗ nào để qua được. Bây giờ mình bắt buộc để mình phải ven theo cái tảng đá này, và ở tảng đá này nó có mọc cỏ nữa. Đây nó có mọc cỏ, nó cảm giác nó đây nó dốc dựng đứng luôn cả nhà nhá. Mình bắt buộc là mình phải mạo hiểm để mình qua đây thôi. Thì các bạn ơi, các bạn xem thôi, các bạn không nên học theo mình nhé. Bởi vì đây là mình qua để mình hỗ trợ bà con ngư dân để giải cứu chiếc thuyền, nhưng mà không có ai. Thì mình qua thì bắt buộc là mình phải qua lại đường này thôi. Mà mình bắt buộc mình phải đi theo kiểu này. Mình đi theo kiểu này là mình cảm giác rất là run và mồ hôi mình toát hết ra rồi cả nhà. Bây giờ là không còn đường nào để mà đi nữa. Như cả nhà thấy đây, không còn đường nào để mà đi ngoài đường này, là mình phải bắt đầu mình chui và mình bám theo những cái cọng cỏ này này. Đây mình bám theo cỏ, mình bám theo những cái gốc cỏ này để mình đi. Còn ở dưới này là dốc rồi, bây giờ chỉ cần trượt chân một phát xuống đây thôi là không biết tình hình nó sẽ như thế nào. Trên đường đi đấy mình có thấy mình gốc này, không biết là mình không biết nó là quả gì nữa. Bạn nào biết để lại comment nhé. Và bây giờ mình sẽ tắt máy để mình tiếp tục mình bám theo cái viền cỏ này. Đây mình bám theo để mình qua bên kia, chứ là không, ngoài ra là không có đường để đi được cả nhà nhé. Cả nhà theo dõi đồng hành của mình, đồng hành cùng mình cả nhà nhé, follow ủng hộ mình, đồng hành cùng mình.